trong vấn đề đau lưng thì rất nhiều nguyên nhân. Như tôi đã nói này, đau lưng do thoái hóa cột sống, đau lưng do gai đôi thật cột sống, đau lưng do chấn thương, đau lưng do loãng xương, đau lưng do ung thư xương, đau lưng do lao cột sống, vân vân. Trong đó có một cái mà đối với người Việt Nam, đặc biệt những người mà hay phải lao động nặng và có một cái tư thế vận động không hợp lý, đó là thoát vị đĩa đệm cột sống thắt lưng. Các cụ hay gọi là bệnh sút lưng, nhưng chính của nó là lồi đĩa đệm hoặc là thoát vị đĩa đệm. Thì những cái đấy do cái nhân đĩa đệm bị rời khỏi vị trí, dù nhiều hay dù ít, dù có vỡ nhân, dù có rách bao, đều có ảnh hưởng đến tủy và ảnh hưởng đến rễ thần kinh, gây cái đau, gây cái tê bì, gây mất vận động, gây rối loạn đại tiểu tiện, và thậm chí nhiều người nằm tại chỗ không thể nào đi được nữa. Hiện nay thì có rất nhiều phương pháp xử lý, đặc biệt y học hiện đại rất tiến bộ, kể cả những trường hợp mổ phẫu thuật dùng laser, dùng tiêm teo nhân, dùng rất nhiều phương pháp khác để xử lý cái nhân đĩa đệm đấy, thì cái này là hiệu quả, tôi cho là rất là tốt. Đối với y học cổ truyền, các phương pháp khi như xoa bóp, như bấm huyệt, như kéo nắn, nắn chỉnh, rồi thì hỗ trợ bằng các cái phương pháp ví dụ như xung điện, như giác, rồi như là siêu âm điều trị, như dùng nhiệt, cái phương pháp kéo nắn tôi cho là rất là hợp lý. Tất nhiên là mình không lạm dụng, nhưng mà phương pháp đấy là phương pháp rất là tốt. Sau khi kéo nắn xong, mình hỗ trợ bằng thuốc đông y, hỗ trợ bằng các cái phương pháp vật lý trị liệu, hỗ trợ bằng thuốc. Nếu không điều trị tốt mà không kết hợp tốt, mà không điều trị thuốc men đúng hướng, thì để lại hậu quả rất là căng thẳng. Vì những bệnh nhân đặc biệt là viêm, đặc biệt là cái thoát vị đĩa đệm vỡ nhân rồi, cái dịch di trú xuống rồi, phục hồi rất khó khăn. Mà cái gì làm được là mình làm, còn nếu không làm được thì mình phải kết hợp, hoặc là mình chuyển sang y học hiện đại để điều trị. Chứ nếu không thì cứ nghĩ là cái gì y học cổ truyền cũng làm được thì tôi cho cũng không nên.